rồi nha. Quá trời dân dịch rồi. Bá vậy trời. Quá. Này dân dịch nhôm các bạn. Quá bự rồi. Thấy anh này đứng không? Ba mét mấy rồi. Này ba mấy gần 4 mét. Chương trình này dành cho mấy tàu mà dùng một số 14 tua á, với bề ngang hai bề ngang nó 7 mét. Cái lát này 180 anh? 180 không? 140 hả? Chân dịch này nặng tấn không anh? Không tới ha, nhôm mà. Cái thao này mới nặng nè, thao này là trên 2 tấn hay gì nè. Các bạn nhớ đăng ký kênh của mình nha, để xem những clip hay hơn, thú vị hơn.
chân thao, một chân là nhôm, quá bự.